5 phút thể thao cùng Sodexpor. Chào mừng quý vị và các bạn đến với điểm tin 5 phút thể thao cùng Sodexpor. Điểm tin hôm nay được mở đầu với các tin tức về World Cup 2022. Cuối cùng thì ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022 cũng đã chính thức bắt đầu bằng lễ khai mạc đa sắc màu tại sân vận động Anbas tối 20 tháng 11 giờ Việt Nam. Công nghệ hiện đại đã được sử dụng tối đa để giúp thể hiện trọn vẹn thông điệp hòa bình, nhân ái cũng như khởi đầu giải đấu một cách suôn sẻ của buổi lễ thông qua những hình ảnh pha trộn văn hóa Đông Tây, điểm lại tinh hoa của các kỳ World Cup trước nhưng vẫn thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa Qatar. Trong bài phát biểu khai mạc, quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani kỳ vọng World Cup 2022 thành công nhất lịch sử và khẳng định Qatar sẽ nỗ lực để làm điều đó. Lễ khai mạc World Cup 2022 kết thúc sau màn pháo hoa ấn tượng. Được biết, Qatar đã chi hơn 300 tỷ USD để phục vụ cho World Cup 2022. Đây là kỳ World Cup thứ 2 được tổ chức tại châu Á, sau kỳ World Cup 2002 được tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc và là lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia Trung Đông thuộc Tây Á và thuộc vùng thế giới Ả Rập. Tại World Cup này, FIFA quyết định sử dụng trái bóng Anfila do Adidas sản xuất. Trong tiếng Ả Rập, Anfila có nghĩa là cuộc hành trình. Trái bóng này được gắn thêm cảm biến đo quán tính giúp các trọng tài xác định những tình huống việt vị nhanh chóng và chính xác hơn. Cũng tối qua, sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu đầu tiên của kỳ World Cup 2022 giữa đội chủ nhà Qatar và Ecuador ở bảng A. Qatar sau 12 năm chuẩn bị từ khi thắng cuộc đua đăng cai World Cup 2022, đặt mục tiêu kiếm điểm trước Ecuador, thậm chí chiến thắng để đi tiếp. Nhưng rất nhanh chóng, họ đã nhận ra sự khác biệt lớn giữa kỳ vọng và thực tế. Chỉ sau 3 phút đầu tiên của trận đấu, lưới của Qatar rung lên. Thủ môn Saad Al-Sheikh mắc lỗi phán đoán để Enner Valencia có cơ hội đánh đầu từ cự ly gần. Dù bàn thắng không được công nhận, Qatar đã bị tâm lý. Các cầu thủ chủ nhà thường xuyên mắc lỗi khi đối đầu với Ecuador. Trái lại, nhờ kinh nghiệm từ một số trụ cột đang chơi bóng ở ngoại hạng Anh, Bundesliga, La Liga, v.v., Ecuador dễ dàng bóp nghẹt Qatar, liên tiếp tổ chức những pha tấn công đầy tính sát thương. Trong đó phải kể đến pha lên bóng mang lại quả phạt đền ở phút 16 khi Sabat Mende chọc khe cho Enner Valencia băng vào khu vực 16m50, buộc thủ môn Al-Sheikh phải đổ người phạm lỗi trái phép. Và sau đó Enner Valencia đã nhẹ nhàng đánh lừa thủ môn Al-Sheikh trên chấm phạt đền mở tỷ số cho Ecuador. Vị thế của Ecuador lại được Moses Caicedo khẳng định lần nữa với pha đi bóng nhiều vần đối phương ở phút 31. Sau đó trái bóng được trả về cho Angelo Caicedo thực hiện quả tạt để Enner Valencia đánh đầu nhân đôi cách biệt. Thất bại 0-2 của Qatar trước Ecuador có thể xem là lần đầu tiên trong lịch sử một đội chủ nhà để thua ở trận ra quân World Cup. Hy vọng vượt qua vòng bảng của đội chủ nhà cũng rất mong manh khi Qatar sẽ phải gặp Senegal và Hà Lan, những đội bóng được đánh giá mạnh hơn cả Ecuador ở hai lượt trận tiếp theo. Về phần mình, với cú đúp vào lưới Qatar, Valencia là chủ nhân của toàn bộ 5 bàn thắng gần nhất của Ecuador ghi được tại các vòng chung kết World Cup và đội tuyển Ecuador tạm thời dẫn đầu bảng A. Hôm nay, theo giờ Việt Nam, vào lúc 17 giờ ở bảng A, Senegal sẽ gặp Hà Lan. Bảng B sẽ là cuộc chạm trán giữa Anh và Iran vào lúc 20 giờ. Và vào 2 giờ sáng ngày 22 tháng 11 sẽ là trận đấu giữa Mỹ và xứ Wales của bảng B. Thể thao trong nước, Hà Nội vô địch, Hải Phòng Á quân, Bình Định đoạt huy chương đồng và Sài Gòn xuống hạng là kết quả chung cuộc của V-League 2022. Vừa qua những khó khăn do Covid-19 và một thời gian tạm ngưng để đội tuyển U23 Việt Nam cũng như các câu lạc bộ tham dự giải châu lục như SEA Games, AFC Champions League hay AFC Cup, V-League 2022 đã hoàn thành chặng đường vô cùng đáng nhớ và thành công của mình. Có thể nói chất lượng V-League 2022 được cải thiện đáng kể. Điều này được thể hiện không chỉ thông qua số bàn thắng được ghi trung bình ở mỗi vòng đấu, mà còn ở con số khán giả đến sân tăng ở mức kỷ lục. Thậm chí có những vòng đấu số lượng cổ động viên tới sân theo dõi trực tiếp đông đến mức có thể đưa vào lịch sử V-League. Sau những thành công mà V-League 2022 đã đem lại, chúng ta có thể kỳ vọng vào những kết quả ấn tượng hơn nữa ở mùa giải V-League 2023 và V-League 2023-2024. 5 phút thể thao cùng Sodexpor xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Sodexpor, nhà sản xuất dụng cụ thể thao duy nhất tại châu Á, được FIFA chứng nhận.